đây là phòng của mình. Cảm ơn vì đã giúp mình tìm nó. Ồ, rất hân hạnh. Mình phải đi đây, gặp lại sau nhé. Tạm biệt. Trời đất quỷ thần ơi, thật kinh khủng. Trông không giống một căn phòng, mà giống một bãi rác hơn. Phải, học sinh và sự sạch sẽ không đi đôi với nhau. Phiêu, không dám nhìn luôn, cảm thấy buồn nôn quá. Chờ đã, tốt hơn rồi nè. Thế giới luôn đẹp hơn qua những chiếc kính màu hoa hồng. Mình có thể tưởng tượng căn phòng của mình trông dễ thương thế nào sau vài lần cải tạo. Vậy bây giờ lên danh sách những thứ cần mua thôi. Ri băng hồng, sơn hồng và rất nhiều thứ màu hồng nữa. Mình có thấy một siêu thị không xa trong khuôn viên trường. Vậy đây là phòng mình hả? Sao những người chủ cũ có thể sống với ánh sáng như vậy chứ? Xám, buồn tẻ, chán ngắt. Trong một căn phòng như vậy, không lâu nữa mình sẽ trầm cảm mất thôi. Thêm chút ánh sáng nào. Hồ biến. Ôi không, tình hình là hệ thống dây điện của trường không hợp để lắp nhiều đèn LED trong phòng. Ok, đi mua sắm thôi. Hiểu rồi, mình sắp xong rồi. Chỉ còn một số thứ nữa thôi. Màu nào trông dịu dàng hơn ta? Hy vọng là mình có thể tìm thấy thứ gì đó ở đây. Ồ, một con lăn neon. Có một ít sơn. Bây giờ mình cần chọn công cụ để vẽ tranh. Ồ, một con lăn màu hồng. Này, cái đó của mình. Hồng chói lọi, sao cậu lại cần nó chứ? Đúng hơn là màu neon đó. Không, nó màu hồng và có bông xù, tức là sinh ra để dành cho mình. Nó có tay cầm neon, nó nên là của mình. Tay cầm không phải là thứ chính của con lăn mà. Nghe này, tại sao cậu lại cần nó? Đừng dùng loại sơn thông thường, dùng loại bình xịt ấy. Cậu biết thứ gì hợp với cậu không? Một cây cọ, sơn cẩn thận tất cả các bề mặt. Lấy bình xịt đi, cậu lấy cọ đi. Xịt, cọ. Ô, con lăn tốt nè, ổn áp đấy, lấy thôi. Ủa, nó đâu rồi? Có người mua rồi chứ sao? Tại cậu hết đó. Mình nhìn thấy nó trước mà. Video đáng yêu quá. Ôi da, lại là cậu. Cậu cũng sống ở đây hả? Tôi rồi. Neon Vicky và cô gái dịu dàng Lucy chắc đã không mơ ước trở thành bạn cùng phòng của nhau đâu. Nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Xe ra đi, kẹo marshmallow. Tự mình đi đi. Nghe này, dù sao chúng ta cũng phải sống cùng nhau, phải ngừng chiến tranh thôi. Mình có một số ý tưởng về cách chúng ta có thể trang trí căn phòng. Mình đã lập một bản kế hoạch trên Pinterest. Bản trang điểm nhìn cưng thiệt. Có vẻ như cô gái Neon không hài lòng với các giải pháp thiết kế nhẹ nhàng của người bạn cùng phòng. Ừ, nằm mơ đi. Xin lỗi nha, nhưng nó không xảy ra đâu. Mình sẽ không bao giờ đồng ý với cơn ác mộng bánh bèo đó. Nhiều neon quá. Tắt đèn cho mình. Mình sẽ không làm những gì cậu muốn đâu. Mình cũng sẽ không làm những gì cậu muốn đâu. Có vẻ như các cô gái chỉ có thể làm được một việc. Đó là chia đôi căn phòng và trang bị nội thất theo phong cách đặc biệt của riêng mình. Nửa của mình sẽ ngầu hơn. Để rồi xem. Ok. Tường ơi, chị tới đây. Oh wow, chúng màu hồng. Hên ghê. Mình không cần phải sơn gì hết. Xịn thật đấy. Bên phía neon sao rồi? Có vẻ như còn rất nhiều việc nhỉ. Ủa, trời, sao màu sắc kinh khủng vậy? Vì không cần phải sơn tường nên mình sẽ lo phần trang trí. Mình sẽ gỡ bỏ thứ này một chút. Đầu tiên, mình sẽ xử lý mảng tường. Mình sẽ sơn chúng với nhiều màu sắc tươi sáng hơn. Có rất nhiều chỗ cho những tấm áp phích dễ thương của mình. Ưng cái bụng rồi đó. Trông đỉnh quá đi. Làm gì tiếp theo bây giờ? Chẳng có gì đặc biệt. Mình sẽ có những bức tường đầy phong cách. Cô gái Neon Vicky rất sáng tạo trong việc thiết kế căn phòng dành riêng cho mình. Nó còn thiếu thứ gì đó. Biết rồi, phát thảo chút nè. Như này ngầu bá cháy luôn. Thêm một chút nữa. Neon không bao giờ là quá nhiều. Xong rồi. Đẹp thật. Càng nhiều poster càng tốt. Còn cậu thì không có gì cả. Thấy chưa? Hả? Ha ha. Cái gì? Mình không cần mấy tờ giấy của cậu. Dù sao thì cậu cũng sẽ thua thôi. Chết rồi. Được thôi, mình sẽ nghĩ ra ý tưởng vào ngày mai. Ai, chỉ là giấc mơ thôi. Và mình không có bạn cùng phòng là đèn LED biết đi. Chết rồi, không phải là giấc mơ. Nhưng mà nửa phòng của mình vẫn xinh hơn. Tình yêu của Vicky dành cho đèn LED là vô bờ bến. Bây giờ thì mình thích ở đây rồi. Ha ha, cái giải rách cậu ấy đang mang là gì vậy nhỉ? Chà, thật tốt khi siêu thị có mọi thứ mình cần.
Đợi đó đi, mình sẽ cho cô bạn mê đèn neon biết thế nào mới là thiết kế thực sự. Vải thông thường trông rất nhàm chán, nhưng với những chiếc nơ ri băng hồng, nó sẽ ngay lập tức trở nên quyến rũ hơn gấp trăm lần. Ồ, sẽ dễ thương hơn mình tưởng luôn ấy. Cơ mà cái đó là cái gì vậy? Gì là gì? Đây là rèm giường của mình. Chìm ngưỡng và ghen tị đi. Này, có gì vui chứ? Đi chơi búp bê đi bà. Wow, không thể nào. Chà, ai mới là người thua hả? Cô gái đèn led bé nhỏ của chúng ta. Chưa xong đâu nha. Đúng vậy, và cậu đã thua. Ủa, gì đấy? Vicky, sần của cậu dính lên phần ghế dài của mình rồi. Vết nhỏ giọt đó hả? Có làm sao đâu. Mình cần phải làm gì đó ngay và luôn. Làm gì mới được? Mình biết rồi. Mình có chiếc chân mềm mại như mây, sẽ cứu nguy được thôi. Hoàn hảo luôn. Mình cũng có chân, nhưng màu sắc thì bình thường. Của cậu đơn giản quá vậy. Của mình thậm chí còn có nơ đấy. Nơ sao? Đợi tí. Mình có đèn neon nè. Phải vậy thôi, vì cậu không có đủ trí tưởng tượng cho bất cứ điều gì khác. Nực cười. Nút thắt ri băng của cậu bây giờ thế nào rồi? Dù sao thì nơ của mình cũng tốt hơn. Ủa, gì đấy? Dây của cậu ấy lớn sang phần của mình rồi. Vậy là không được. Có vẻ như các cô gái không thể dừng lại. Một tấm thảm lông mới đúng là thứ mình cần. Chỉ cần trang trí nữa thôi. Đây, bây giờ trông thật kỳ diệu. Chấp nhận thử thách. Tốt lắm. Cậu thấy thế nào, tiểu thư? Thêm một số lông vũ màu hồng và tấm thảm đã hoàn thành. Sao mà sánh được với cái của mình? Chấp nhận đi, thảm của mình tuyệt hơn. Không đúng. Chuẩn bị tinh thần để thua đi cô gái. Cậu chắc chắn sẽ không có chiếc đèn này. Đây, độc quyền à nha. Đùa mình hả? Bé sẽ làm sáng bừng tủ đầu giường của chị. Không thể nào. Còn gì khác nữa chứ? Biết rồi. Mình sẽ làm một quả bóng. Triển thôi. Mềm, mịn, màu hồng. Quả bóng dễ thương nhất thế giới. Vicky chỉ có thể mơ ước mà thôi. Không chắc Vicky sẽ muốn cái tương tự đâu nhé. Nhưng cô nàng chắc chắn không thể bỏ qua phần đấu bóng rồi. Đó là lý do tại sao mình có ý tưởng hay hơn. Một quả bóng có sọc neon. Hồ biến. Lại là sơn hả? Nghĩ ra gì đó độc đáo hơn đi. Ồ, vậy sao? Mình sẽ cho cậu thứ gọi là độc đáo hơn. Cứ chờ đó đi. Mình đang làm một thứ rất hoành tráng. Nhật ký thân yêu. Cậu ấy định làm gì nhỉ? Cô nàng nên nhận thua cho rồi. Mình sẽ không dễ dàng từ bỏ vậy đâu. Ôi trời, cố lên Vicky, mình đến đây. Cháy cháy, dập lửa bà con ơi. Dập tắt nào. Mình đang cố đây. Ôi trời, lần sau nhớ cẩn thận hơn đó. Có vẻ như các cô gái đã đi quá xa trong cuộc chiến giành thiết kế căn phòng đẹp nhất. Cơ mà Vicky có thực sự quyết định làm món đồ gì đó theo kế hoạch không ta? Ủa, cậu ấy đang làm gì vậy? Xấu hổ quá đi. Cái này cho cậu đó. Wow, đèn đẹp xỉu. Cảm ơn cậu nha. Nghe này Vicky, chúng ta làm hòa được không? Thật hả? Mình muốn lắm. Có vẻ như mối thù của các cô gái cuối cùng cũng kết thúc. Cậu thấy thế nào? Cắt đi. Khác biệt đâu nhất thiết phải trở thành kẻ thù của nhau. Vậy thì, yeah, không cãi nhau nữa nhé. Lucy, mở tiệc thôi nào. Ý hay đó. Trang phục của mình đã sẵn sàng, cậu nghĩ sao? Trông cụ đỉnh của Job luôn. Cậu thấy vẻ ngoài của mình thế nào? Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Cảm ơn nha, mình bỏ công lắm đó. Bắt đầu bữa tiệc thôi. Làm thôi nào. Mình chắc chắn sẽ đi vào huyền thoại. Chứ còn gì nữa. Wow, đẹp quá đi. Mình yêu bong bóng xà phòng. Ồ, chào các cậu. Ồ, căn phòng của cậu đỉnh thật. Ừ, cảm ơn cậu nha. Đúng quá luôn.
Các cô gái, các cậu có căn phòng ký túc xá tuyệt nhất đó. Mình cũng muốn sống ở đây. Cảm ơn mọi người, tụi mình đã làm việc rất chăm chỉ. Mỗi người đều có phong cách riêng, nên hai đứa tụi mình đã trang trí từng phần của căn phòng theo sở thích cá nhân. Làm tốt lắm, bạn yêu. Thế mới thấy, trở thành bạn bè thích hơn nhiều so với trở thành kẻ thù. Các bạn ơi, các bạn sẽ trang trí lại căn phòng của mình như thế nào? Mô tả căn phòng mơ ước của mọi người bên dưới phần bình luận nha. Hẹn gặp lại!